Khám phá bán đảo Triều Tiên phần 3. Khám phá địa lý lịch sử bán đảo Triều Tiên, sự trỗi dậy vươn lên mạnh mẽ của con hổ châu Á Hàn Quốc. Xin chào các bạn, rất vui vì lại được đồng hành cùng quý khán giả trong chặng cuối của chuyến hành trình khám phá xứ sở kim chi của AZ. Trong hai phần trước của series, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về địa lý và lịch sử cổ trung đại của bán đảo và cuộc chiến tranh khốc liệt dẫn đến sự chia cắt giữa hai miền Nam Bắc Triều, hình thành nên hai quốc gia đối lập là Triều Tiên và Hàn Quốc. Hôm nay, trong phần cuối của series, chúng mình sẽ đưa các bạn đến với chủ đề được rất nhiều người Việt quan tâm, đó là sự trỗi dậy của Hàn Quốc và tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nào, còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Phần 1. Tình hình bán đảo sau năm 1953. Sau cuộc chiến tranh giữa hai miền kéo dài 3 năm, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều chịu những thiệt hại nặng nề về người và của, cả bán đảo hoang tàn do bom đạn. Hơn nữa, sự phân chia bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh dẫn đến sự mất cân bằng về nguồn lực vật chất và con người, gây bất lợi cho an ninh và kinh tế cả hai miền Nam Bắc. 1. Tổng quan về kinh tế Bắc Triều Tiên sau năm 1953. Bắc Triều Tiên bước ra khỏi cuộc chiến và thực hiện mô hình kinh tế xã hội theo hướng tập trung, quan liêu, bao cấp dưới sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô và Trung Quốc. Nhờ nguồn viện trợ của hai nước lớn trong khối xã hội chủ nghĩa đã giúp đất nước này đạt được tốc độ tăng trưởng cao ngay trong thời kỳ hậu chiến và có những bước chạy đà tốt hơn nhiều so với miền Nam. Tuy nhiên, kinh tế Triều Tiên vận hành theo kiểu kế hoạch hóa, tập trung vào sản xuất số lượng lớn, máy móc công nghiệp nặng nên dần dần mất cân đối và lạc hậu. Đến khoảng những năm 1970, thì sản xuất đã suy yếu và miền Bắc phụ thuộc nặng nề vào viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc. Trong khi đó, ở miền Nam, kỳ tích phát triển kinh tế đã diễn ra. Đến khoảng những năm 1980 và 1990, cùng với sự suy sụp của Liên Xô và các nước Đông Âu, kinh tế Triều Tiên lâm vào khủng hoảng toàn diện, nạn đói kéo dài và nước này đã phải nhiều lần xin viện trợ nhân đạo từ quốc tế. Tình trạng lạc hậu, nghèo nàn của kinh tế Triều Tiên kéo dài từ đó cho đến hiện nay. Khác với miền Nam, điều dư luận quốc tế chú ý tới phía Bắc bán đảo chủ yếu lại đến từ lĩnh vực quân sự, khi mà chương trình tên lửa và hạt nhân mà Triều Tiên theo đuổi luôn luôn là tâm điểm, gây ra nhiều điểm nóng căng thẳng ở Đông Bắc Á. 2. Kinh tế Hàn Quốc sau năm 1953. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hàn Quốc là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới lúc bấy giờ. Kinh tế tiêu điều, xã hội hỗn loạn và chính phủ Hàn Quốc trong những năm đầu cũng vô cùng lúng túng, bộ máy quản lý yếu kém, tham nhũng và tình trạng vô kỷ luật tràn lan. Bước ngoặt của kinh tế Hàn Quốc chỉ thực sự đến vào những năm 1960, khởi đầu bằng sự kiện tướng Park Chung-hee giành được quyền lực bằng tài năng của mình, cũng như thời cơ thuận lợi từ các diễn biến trên trường quốc tế mà Hàn Quốc đã chuyển mình thành một trong bốn con hổ của châu Á. Phần 2. Quá trình hóa hổ châu Á của kinh tế Hàn Quốc. 1. Chính sách kinh tế của chính quyền Park Chung-hee. Cuộc đảo chính tháng 5 năm 1961 của tướng Park Chung-hee đưa ông lên nắm quyền tối cao ở miền Nam bán đảo, được coi là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế sau này của Hàn Quốc. Chính quyền của Park Chung-hee ban đầu thiếu cơ sở để thiết lập tính chính danh. Vốn từng đi lính cho Nhật Bản, Park không thể xây dựng hình ảnh của một nhà cai trị theo dân tộc chủ nghĩa. Hơn nữa, xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó, ông lại càng không phải là thành viên của tầng lớp quý tộc truyền thống để có thể dựa vào đó khơi dậy các diễn văn tuyên truyền về quá khứ. Tóm lại, Park Chung-hee hầu như không có một cơ sở sẵn có nào để lôi kéo quần chúng nhân dân ủng hộ mình. Do đó, ông tìm kiếm tính chính danh thông qua việc cải cách thành công và phát triển kinh tế đất nước. Chỉ 2 tháng sau khi cầm quyền, tại Đại học Quốc gia Seoul, ông phát biểu, toàn dân Hàn Quốc sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong vòng ít nhất là 5 năm tới đây, tích lũy nguồn lực để trong vòng 10 năm tới, chúng ta tạo ra được một nền kinh tế đứng hàng đầu ở khu vực Đông Á và 20 năm sau đó, chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Tôi không hề muốn mị dân, tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ một đồng, tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng mà mình đã đề ra. Để phát triển kinh tế từ con số 0, Park Chung-hee quyết định học theo mô hình công nghiệp hóa của Nhật Bản, nước có vị trí và văn hóa gần gũi với Hàn Quốc, lại là quốc gia đầu tiên ở châu Á hiện đại hóa thành công. Tham khảo mô hình Nhật Bản, chính sách kinh tế của Park Chung-hee nằm ở 3 điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, thực hiện chính sách bảo hộ nền kinh tế với phương châm phát triển các doanh nghiệp có tiềm năng, những dự án đang thực hiện nhưng thiếu vốn, thiếu công nghệ sẽ được nhà nước đầu tư phát triển nếu như doanh nghiệp đó chứng minh được tính hiệu quả của dự án đối với chính phủ. Đồng thời, doanh nghiệp phải cam kết sử dụng nguồn vốn được nhận vào hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Sản phẩm được làm ra phải đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu theo quy định của chính phủ. Chính sách này là nền tảng để sản sinh ra các đại tập đoàn, các tổng công ty lớn là mũi nhọn cho nền kinh tế Hàn Quốc, được gọi là các Chaebol, Hyundai, Samsung và LG Corporation.
Đây đều là những tập đoàn được phát triển lên từ cấu trúc gia đình và hoạt động đa ngành tương tự như các Zaibatsu ở Nhật Bản trước kia. Thứ hai, thực hiện chính sách tài chính rộng mở với lãi suất thấp hoặc không lãi suất, ngân hàng nhà nước tạo điều kiện lập kế hoạch cho vay tập trung theo mặt hàng ưu tiên xuất khẩu, phát triển chuỗi cung ứng và liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây chính là những mắt xích quan trọng tạo nên hệ thống doanh nghiệp nội địa xoay quanh các chiều vốn và thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc phát triển. Thứ ba, chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đã được áp dụng. Chính phủ Park Chung-hee đánh thuế rất nặng lên tất cả các loại sản phẩm từ nước ngoài, trừ nguyên nhiên liệu thô phục vụ sản xuất trong nước. Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp ngoại quốc muốn hoạt động ở Hàn Quốc cũng bị Seoul hạn chế tối đa. Chính phủ Park Chung-hee cũng duy trì tỷ giá đồng won rất thấp so với đô la Mỹ để thúc đẩy xuất khẩu. Seoul cũng liên tục trợ giá cho các mặt hàng xuất khẩu để tăng lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. 2. Chính sách văn hóa xã hội, cải cách hành chính của Park Chung-hee. Về giáo dục, bên cạnh các chính sách kinh tế thì Park Chung-hee cũng tích cực học tập theo giáo dục Nhật Bản. Chương trình giáo dục những bộ môn lịch sử, địa lý, ngữ văn là do Hàn Quốc tự nghiên cứu biên soạn. Còn lại, họ đem toàn bộ sách giáo khoa của Nhật Bản dịch ra tiếng Hàn để giảng dạy. Các chương trình liên kết đào tạo, tập huấn cho giáo viên Hàn Quốc tại Nhật Bản cũng được chính phủ thúc đẩy. Hoạt động xúc tiến du học, trao đổi nghiên cứu sinh với các nước cũng rất rộng mở. Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đào tạo luôn chiếm tỷ trọng lớn, thường dao động từ 20 đến 25% tổng thu. Mức độ ưu tiên chỉ xếp sau ngành sản xuất. Về cải cách hành chính, Park Chung-hee thiết lập đội ngũ thanh tra, kiểm tra lại tất cả các cơ quan công quyền, sa thải các công chức yếu kém, tinh gọn bộ máy, thực hiện cơ chế giám sát lẫn nhau giữa các tổ chức, cơ quan chức năng, đồng thời thi hành chính sách tiền lương mới, đãi ngộ rất cao cho các công chức chăm chỉ, có trách nhiệm, từ đó thay đổi khu vực công theo hướng minh bạch, phục vụ đại chúng. Đối với tệ nạn tham nhũng, Park đã thực hiện đúng tuyên bố của mình. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ một đồng. Ông thể hiện một bàn tay sắt đối với bất cứ đối tượng nào không chứng minh được nguồn gốc tài sản hợp pháp. Lực lượng quân đội, cảnh sát dưới quyền Park có thể bắt giữ bất cứ quan chức nào có dấu hiệu tham nhũng mà không cần đợi các thủ tục của tòa án dân sự. Không những nhanh chóng hành hình tham quan theo kiểu cách nhà binh mà Park còn rất giáo diết, chưa để thu hồi tài sản của họ. Khi một quan chức bị cáo buộc tham nhũng thì toàn bộ tài sản của gia đình họ sẽ bị chính phủ xung công. 3. Chính sách đối ngoại khôn khéo, tận dụng thời cơ đưa đất nước vươn lên. Tất cả những kế hoạch phát triển mà chính phủ Park Chung-hee thực hiện đều cần nguồn vốn tài chính và công nghệ rất lớn. Trong bối cảnh Hàn Quốc hậu chiến, không thể nào có nguồn lực lớn như vậy để triển khai. Do vậy, Seoul đã chủ động ngoại giao khôn khéo, tận dụng thời cơ từ bên ngoài để đưa đất nước vươn lên. Những năm 1960 cũng là thời điểm chiến tranh ở Đông Dương của Mỹ ngày càng khốc liệt. Lúc này, Washington đang rất cần thêm những đồng minh ở châu Á để góp phần chia lửa với mình và Park Chung-hee đã nhanh chóng tận dụng cơ hội đó. Vào tháng 7 năm 1966, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận chung về hợp tác quốc phòng để mở đầu cho việc Seoul gửi 30 vạn quân sang tham chiến cùng Mỹ ở Đông Dương. Đổi lại, Washington sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho quân đội viễn chinh Hàn Quốc và Mỹ sẽ cho Seoul vay ưu đãi nhiều tỷ đô la Mỹ, chưa kể hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ khác. Thống kê sau gần 10 năm tham chiến cùng Mỹ ở Đông Dương, Seoul đã nhận về hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tương đương 70 tỷ đô la Mỹ theo thời giá năm 2017. Đây chính là nguồn vốn to lớn để chính quyền Park có thể công nghiệp hóa xứ sở kim chi. 4. Thành tựu của Hàn Quốc và cái kết bi thảm cuối đời của Tổng thống Park Chung-hee. Trong 18 năm cầm quyền của Park Chung-hee, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà ông làm được đó là việc công nghiệp hóa quốc gia theo mô hình Nhật Bản thành công. Giáo dục văn hóa xã hội được nâng tầm, dân trí được nâng cao. Do chính phủ đãi ngộ tốt mà du học sinh Hàn Quốc về nước làm việc rất nhiều, là nguồn lao động chất lượng cao cho quốc gia. Park Chung-hee đã thực hiện các mục tiêu của mình một cách rất quyết liệt, bàn tay sắt, thậm chí là tàn nhẫn lạnh lùng. Chính vì vậy, mặc dù thu được thành tựu rực rỡ, nhưng ông cũng bị cáo buộc là một nhà độc tài, chuyên chế và có thù oán với rất nhiều người. Hậu quả là vào ngày 26 tháng 10 năm 1979, Park Chung-hee bị Kim Jae-ju, đương kim giám đốc cơ quan tình báo Trung Hàn Quốc, bắn chết trong một bữa tiệc tại dinh Tổng thống Hàn Quốc. Vụ ám sát Park Chung-hee gây chấn động xứ sở kim chi. Đám tang của Park Chung-hee được tiến hành theo nghi thức quốc tang đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 11 năm 1979. Tuy ông mất đi, nhưng những gì mà chính quyền Park đã làm được là nền tảng quan trọng cho sự hóa hổ của Hàn Quốc sau này. Park là một nhà lãnh đạo đặc biệt khi ông xây dựng tính chính danh cho mình thông qua những thành tựu kinh tế xã hội, không hô hào dân túy, không kích động tư tưởng dân tộc cực đoan. Những gì Park làm được là rất lớn lao. Sau giai đoạn nắm quyền của ông, xứ sở kim chi từ tro tàn chiến tranh vươn lên thành nước công nghiệp hóa, kinh tế phát triển, dân trí nâng cao, giáo dục tiến bộ, tạo nên kỳ tích sông Hàn có 102 ở Đông Á hiện đại. Phần 3. Hàn Quốc sau thời kỳ Park Chung-hee đến nay.
nhờ những nền tảng vững chắc đã có được mà nền kinh tế Hàn Quốc sau thời Park Chung-hee tiếp tục tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ cả về tiêu dùng cá nhân và GDP, xã hội phát triển, dẫn đến những đòi hỏi thay đổi về mô hình chính trị. Ngay sau khi Tổng thống Park bị ám sát, một loạt các phong trào dân chủ do đội ngũ sinh viên, giáo chức đã dâng lên ở Hàn Quốc. Các chính quyền quân sự nối tiếp sau Park Chung-hee như Choi Kyu-ha, Chun Do-hwa không có tài năng và bản lĩnh để thu phục nhân tâm. Hơn nữa, do bối cảnh xã hội đã thay đổi, dân trí đã nâng cao, nên mô hình tướng lĩnh nắm chính quyền không còn được đại đa số người dân Hàn Quốc chấp nhận nữa. Phong trào dân chủ Hwang Ju bùng nổ và dù bị các tướng lĩnh đàn áp rất dữ dội, dẫn đến hàng ngàn người thương vong nhưng không thể dập tắt được. Đến giữa những năm 1980, dưới áp lực của dân chúng, nền chính trị Hàn Quốc đã có những thay đổi dần dần theo mô hình Cộng hòa Tổng thống, tam quyền phân lập học hỏi từ Hoa Kỳ. Sau khi cải cách chính trị từ cuối thập niên 80 đến giữa thập niên 90, chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt của kinh tế Hàn Quốc, GDP nước này tăng trung bình 10% mỗi năm. Đà tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc kéo dài cho đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 thì dừng lại và bước vào giai đoạn suy thoái và không tăng trưởng cao như thế nữa. Từ đầu những năm 2000, kinh tế Hàn Quốc bắt đầu phục hồi và tăng trưởng chậm trở lại, trung bình 2-3% mỗi năm. Xen kẽ, vẫn có những năm suy thoái nhẹ và không còn tăng trưởng cao như trước. Lý do cũng bởi xứ sở kim chi đã phát triển tới giới hạn và xã hội Hàn Quốc đã già hóa. Tình trạng suy giảm dân số, áp lực công việc và môi trường xã hội đối với người trẻ đang là bài toán làm đau đầu Seoul trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với những gì đã đạt được, Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế là một nước phát triển, sở hữu nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới với GDP hơn 1.800 tỷ đô la Mỹ, cùng nhiều ưu thế về công nghệ bán dẫn, vi mạch, thiết bị điện tử và sản xuất ô tô do các Chaebol dẫn đầu. VLAZ Khám phá đã cùng với các bạn đi tham quan một vòng lịch sử, địa lý bán đảo Triều Tiên nói chung, cũng như sự phát triển thần kỳ của xứ sở kim chi nói riêng trong 3 video vừa qua. Từ một bán đảo nhỏ bé ở Đông Bắc Á, trải qua muôn vàn thăng trầm của lịch sử và đau thương, cùng cuộc chiến tranh chia cắt hai miền, đến sự vươn lên mạnh mẽ của kỳ tích sông Hàn. Các bạn ấn tượng với thành tựu nào trong lịch sử Hàn Quốc? Hay bạn muốn AZ khám phá làm về chủ đề gì tiếp theo? Hãy comment cho chúng mình biết nhé! Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn, quý vị đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những series lý thú sắp tới của chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!